Tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin Today cho hay Cộng sản Việt Nam tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến trước Đại hội Đảng. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, hãng tin Reuters viết rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh trấn áp giới bất đồng chính kiến nhiều tháng trước đại hội lần thứ 3 của Đảng Cộng sản, một sự kiện diễn ra 5 năm một lần để chọn ban lãnh đạo của chế độ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Dựa vào số liệu của nhiều tổ chức nhân quyền và của mình, Reuters viết rằng trong nhiều năm gần đây, Cộng sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp bằng việc bắt giữ nhiều người hơn và kết án họ với những bản án nặng nề hơn, bên cạnh việc gia tăng cường quấy rối người hoạt động khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với Reuters rằng từ tháng 9 năm 2012 năm ngoái đến nay ông đã bị công an thành phố Hà Nội triệu tập nhiều lần. Ông cũng nói thêm một số nhà hoạt động cũng bị rơi vào tình trạng như ông. Cộng sản Việt Nam có tiến hành một số cải cách về kinh tế nhưng lại thắt chặt kiểm soát chính trị và xã hội dân sự. Đảng Cộng sản cầm quyền không chấp nhận chỉ trích và kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước. Vừa qua, Cộng sản Việt Nam đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ sau khi kết án 3 thành viên Hội Nhà báo Độc lập với mức án từ 11 đến 15 năm tù vì cho rằng họ phạm tội tuyên truyền chống chế độ. Dựa trên truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam, Reuters cho rằng đã có 280 người đã bị bắt vì các hoạt động chống lại nhà nước trong 5 năm kể từ khi Đại hội Đảng năm 2016. Và trong số này, 260 người bị kết án và nhiều người hơn bị kết án hơn 10 năm tù. Trong 5 năm trước, Đại hội năm 2016 thì có 68 vụ bắt giữ và 58 vụ kết án. Nhà cầm quyền Cộng sản tự hào vì Đại hội 13 của nhà cầm quyền có hơn 67% đại biểu có bằng thạc sĩ trở lên. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ loan tin, tại một cuộc họp thông báo cho đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Việt Đảng Cộng sản triệu tập Đại hội đại biểu Cộng sản toàn quốc lần thứ 13 tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Ông Hoàng Bình Quân là trưởng ban đối ngoại Trung ương Cộng sản tự hào nói rằng, ở Đại hội 13, nhà cầm quyền đã có 67.67% đại biểu có trình độ thạc sĩ trở lên. So với các đại hội trước đây của Đảng Cộng sản thì đây là lần đại hội có nhiều đại biểu có bằng cấp cao nhất. Và dựa trên số lượng bằng cấp mà hầu như bất kỳ ai ở Việt Nam nếu có tiền thì sẽ mua được ngay. Ông Quân tuyên bố nhà cầm quyền đã có tỷ lệ chất lượng đại biểu cao nhất. Theo lời ông Quân thì hiện nay nhà cầm quyền có hơn 5.100.000 đảng viên và trong đó có 1.587 đại biểu tham dự đại hội là những người đại diện cho toàn bộ đảng viên Cộng sản. Niềm tự hào của trong tuyên bố ông Bình là đã khiến cho dư luận mạng xã hội buồn cười vì hiện nay ở Việt Nam, những người không biết chữ vẫn có thể sở hữu được tấm bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ miễn là họ có đủ tiền để mua. Điều này khiến cho nhiều tờ báo cũng đã phải thốt ra lên rằng việc đào tạo thạc sĩ tiến sĩ tại Việt Nam còn nhanh hơn là những lò ấp trứng công nghiệp. Trong khi đó, thì Bộ Cộng sản Công an bác bỏ thông tin bắt giữ bà Hồ Thị Kim Thoa. Trước thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản đã bị Công an Cộng sản bắt tại Pháp và đưa về Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, thì Bộ Công an Cộng sản đã lên tiếng bác bỏ. Thông tin được Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an Cộng sản khẳng định trên báo Vietnamnet vào ngày 18 tháng 1. Ông Sô nói rằng thông tin bà Thoa bị bắt mang về nước là tin không đúng sự thật. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an Cộng sản đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm bà Thoa đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Tuy nhiên, lúc này bà Thoa đã trốn ra ngoài quốc nên bị Công an Cộng sản phát thông báo truy nã. Vào 16 tháng 1, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà thông tin rằng bà Thoa đã bị Công an Cộng sản đưa từ Pháp về Việt Nam trên một chuyến bay. Bà Lê Nguyễn Hương Trà là một người thường có nhiều thông tin khá chính xác về nội bộ nhà cầm quyền như là vụ ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, nên được nhiều người tin tưởng. Vào ngày 17 tháng 1, Facebook Bùi Thanh Hiếu lại cho biết rất có thể bà Thoa chưa bị Công an Cộng sản bắt về Việt Nam. Bà Thoa đã được một người có thế lực rất mạnh cứu giúp, nhưng bà Thoa đã không còn ở trong căn nhà ở Paris mà bà trốn lâu nay. Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án bà Thoa, thì sáng ngày 18 tháng 1, Tòa án Cộng sản Hà Nội đã đưa ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương Cộng sản và những đồng phạm ra xét xử. Tin sau đây cho hay Foxconn đang chuẩn bị xây dựng nhà máy 270 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam.
Foxconn đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới để sản xuất máy tính bảng và máy tính vi tính tại Việt Nam. Và đây có thể là một phần trong kế hoạch của công ty Apple nhằm mở rộng dây chuyền sản xuất iPad và MacBook của họ ở bên ngoài Trung Cộng. Theo Apple Insider đưa tin thì công ty này đặt trụ sở tại tỉnh Bắc Giang. Nhà cầm quyền Cộng sản cho biết họ dự kiến cơ sở này sẽ sản xuất 8 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm, trong đó chủ yếu là máy tính xách tay và máy tính bảng. Vì Foxconn là đối tác lắp ráp lớn của Apple nên có thể có một số hoạt động sản xuất của Foxconn dành cho iPad và MacBook. Vào tháng 11 năm ngoái thì Apple đã yêu cầu Foxconn chuyển một phần của việc sản xuất iPad và MacBook từ Trung Cộng sang Việt Nam nhằm đa dạng hóa sản xuất. Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Cộng gây nên áp lực đối với công ty này và buộc công ty phải tìm ra cách để giảm thiểu tác động của các cuộc diễn biến chính trị liên lục địa. Theo Reuters, thì nhà máy sẽ được điều hành bởi Foxconn Technology, là một công ty do Foxconn thành lập cho dự án. Không có thông tin nào về thời điểm việc xây dựng nhà máy được hoàn thành cũng như là khi nào nhà máy sẽ sẵn sàng đi vào sản xuất, nhưng có khả năng sẽ thực hiện trước cuối năm 2021. Cho đến nay thì Foxconn đã đầu tư 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim vào Việt Nam. Chính phủ dự kiến Foxconn sẽ tăng đầu tư thêm 700 triệu Mỹ Kim chỉ trong năm 2021, bao gồm việc tuyển dụng 10.000 công nhân địa phương. Foxconn cũng được cho là đang xem xét một khoản đầu tư tiềm năng khác vào tỉnh Thanh Hóa trị giá 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Nguồn tin tiếp theo cho hay cảnh sát Đức đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tội phạm buôn người Việt Nam. Ông Carsten Moritz, người đứng đầu đơn vị buôn người của Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang BKA cho biết, do bị thu hút bởi công việc ở châu Âu, người di dân Việt Nam thường xuyên được đưa qua Trung Cộng hoặc Nga một cách bất hợp pháp. Những người đến từ Việt Nam thường phải làm việc trong điều kiện bóc lột để trả các khoản nợ sau khi nhập cảnh trái phép, có giá khoảng 10.000 đến 20.000 euro một người. Theo BKA, một mạng lưới khổng lồ hoạt động khắp châu Âu đang đứng đằng sau nạn buôn người từ Việt Nam, tạo ra khoản tiền khổng lồ cho các tội phạm. Một chiến dịch cho BKA khởi xướng trên toàn châu Âu sẽ được khởi động trong năm 2021 để giải quyết vấn đề trên và sẽ yêu cầu điều động cảnh sát từ các quốc gia bao gồm Ba Lan, Anh Quốc, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Bỉ và cơ quan thực thi pháp luật Liên Âu Europol. Theo tờ Local Daily đưa tin, cảnh sát trước đó đã phát hiện những người di dân bao gồm cả trẻ vị thành niên làm việc bất hợp pháp trong các tiệm đấm bóp, tiệm làm móng tay, nhà hàng, ngành dệt may và dọn dẹp. Vào tháng 3 năm 2020, cảnh sát Đức đã thực hiện một loạt các cuộc truy quét nhắm vào những kẻ buôn người Việt Nam và bắt 6 người liên quan đến việc đưa 155 người Việt Nam sang Đức. Những người lựa chọn thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến châu Âu thường phải chịu đựng những điều kiện kinh khủng. Thưa quý vị, một phụ nữ gốc Việt chia sẻ về câu chuyện của người tị nạn trong một phần của chương trình lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Một phần của chương trình lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng Giêng và có một điều đặc biệt trong chương trình này là câu chuyện về người tị nạn Việt Nam được chia sẻ và livestream tại trang mạng bideninaugural.org/watch vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng Giêng bởi cô Amanda Nguyễn, 30 tuổi. Cô cho biết mẹ cô thường mô tả hành trình tị nạn đầy nguy hiểm bằng cách nói về việc bà đã đi vào cái chết để tìm kiếm sự sống. Cô Amanda Nguyễn là một phụ nữ không xa lạ với những cuộc vận động và đấu tranh dân quyền tại Washington DC trong thập niên qua. Bên cạnh đó thì cô Amanda Ann Nguyễn còn là giám đốc điều hành kiêm người sáng lập của RISE, là một tổ chức dân quyền phi chính phủ. Vào năm 2013, cô Amanda Nguyễn bị cưỡng hiếp khi đang học tại Đại học Tiểu bang Massachusetts. Tuy nhiên, cô đã gặp vấn đề trong việc gia hạn bằng chứng để tố tụng nghi can. Cô Amanda Nguyễn nhận thấy hệ thống này có nhiều lỗ hổng và kết luận rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý hiện tại là không đủ. Vào tháng 11 năm 2014, cô Amanda Nguyễn thành lập RISE, là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền công dân của những nạn nhân bị tấn công tình dục và cưỡng hiếp. Vào tháng 7 năm 2015, cô Amanda Nguyễn đã gặp thượng nghị sĩ Jenny Sheehan của tiểu bang New Hampshire để thảo luận về luật bảo vệ quyền của nạn nhân ở cấp liên bang. Dự luật mà cô Amanda Nguyễn giúp soạn thảo đã được thông qua thống nhất trong cả hai viện của Quốc hội và đã được cựu Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào tháng 10 năm 2016. Cô Amanda Nguyễn ra trường Đại học Harvard và đã từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019.
Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình SVTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem. Tem SVTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SVTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.